Concert của Blackpink ở Hà Nội, giữ nguyên format sân khấu bom tin trên thế giới, theo ghi nhận của phóng viên VTV News vào trưa nay ngày 26 tháng 7, phía trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội trong ngày 29 và 30 tháng 7, sân khấu của chương trình đã bước vào giai đoạn cuối của việc hoàn thiện. Theo chia sẻ từ đơn vị tổ chức chương trình, sân khấu hai đêm concert bom tin ở Hà Nội sẽ được giữ đúng format của tất cả các sân khấu bom tin đã tổ chức trên thế giới trước đó. Ngoài ra, cũng theo chia sẻ từ ban tổ chức, các thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ cho chương trình đều được mang từ ngoài, kể cả các nhân viên lắp đặt sân khấu. Lý do của điều này là để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất và chuẩn nhất cho hai đêm diễn. Ngoài ra, với thời gian ngắn, không đủ để đào tạo nhân công mới, ekip chương trình quyết định sử dụng toàn bộ nhân lực lắp đặt là người nước ngoài, những người đã thực hiện các công sức trước đó của Blackpink để thực hiện việc dựng sân khấu chương trình tại sân Mỹ Đình. Ban tổ chức chương trình cũng khẳng định đến hai đêm diễn tin của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình, khán giả sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất sẽ có một tháp âm thanh Delay khổng lồ được dựng. Tháp này sẽ mang đến chất lượng âm thanh và trải nghiệm tốt nhất cho khán giả, đặc biệt là những khán giả mua vé ở khu vực các ba, năm, thành viên ban tổ chức nói. Ngoài ra, màn hình LED, dàn loa và các thiết bị sử dụng cho sân khấu đều có chất lượng đỉnh cao nhằm mục đích cuối cùng là đảm bảo khán giả có trải nghiệm tuyệt vời nhất về mặt ánh sáng và âm thanh khi đến với chương trình của Blackpink. Trước câu hỏi việc tổ chức chương trình có thể làm hỏng cỏ của sân Mỹ Đình, ban tổ chức cho biết tất cả nền cỏ của sân Mỹ Đình sẽ được bảo vệ trong suốt thời gian dàn dựng cũng như trong toàn bộ thời gian công suất diễn ra bằng các tấm nhựa các thiết bị sử dụng cho công suất đều có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất và các nhà bạc được dựng ở sân như mọi người đã thấy đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài và có thể chịu được sức gió lên đến cấp 12, ban tổ chức Bôn Pin ở Hà Nội. Nói thêm, ngoài ra, ban tổ chức cũng khẳng định để công suất được diễn ra an toàn, ekip đã chuẩn bị đội ngũ an ninh hùng hậu và phối hợp với phía thành phố để chương trình được diễn ra một cách tốt nhất.